Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Sang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 3 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài Bản nhân 7. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 62. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá. Trong hoạt động khám phá này, cô có một ví dụ như sau. Các em hãy cùng với cô quan sát, lắng nghe và suy nghĩ nhé. Tính cách tích trong bản nhân 7 Ở đây, bạn nữ này đố rằng Đố bạn, tại sao tớ biết ngay 7 x 4 bằng 28? Vậy các em có biết tại sao không? À, và bạn nam này trả lời rằng Vì 4 x 7 bằng 28 Vậy cho nên chúng mình có thể biết được ngay 7 x 4 cũng bằng 28. Trong một phép nhân, nếu chúng ta đảo vị trí hai thừa số với nhau thì tích của phép nhân sẽ không thay đổi và chúng ta nói rằng phép nhân có tính chất giao hoán. Tiếp theo, bạn nữ này đố rằng 7 x 7 bằng bao nhiêu? Vậy theo các em, chúng ta sẽ tính như thế nào đây? Và bạn nam này nói rằng có rất nhiều cách tính vậy ở đây các em sẽ tính như thế nào cùng ví dụ 7x cho 7 thì sẽ bằng 7 số 7 cộng lại với nhau khi đó có được kết quả là 49 Cách tiếp theo chúng ta có thể tính như sau chúng ta sẽ dựa vào 7 x 6 để tính tích của phép nhân 7x nhân 7 chúng ta đã học bản nhân 6 rồi thì chúng ta biết được 6x cho 7 bằng 42 Vậy thì, 7 nhân cho 6 cũng bằng 42. Được chưa nào? Rồi, 7 nhân 7 thì chúng ta chỉ cần lấy tích của phép nhân 7 nhân cho 6 là 42 cộng thêm 7 nữa. 42 cộng cho 7 chúng ta sẽ được kết quả là 49. Như vậy, 7 nhân cho 7 bằng 49. Và qua đây chúng ta sẽ thành lập được bản nhân 7 như sau. Các em hãy đọc theo câu nhé.

Chúng ta thấy các phép nhân có trong bảng nhân 7 thì thừa số thứ nhất đều là 7. Thừa số thứ hai là các số theo thứ tự từ 1 cho đến 10. Còn tích trong bảng nhân 7 theo thứ tự từ trên xuống sẽ đi theo quy luật là cộng thêm 7. Cô ví dụ 7 x 1 bằng 7. Vậy thì 7 x 2 chúng ta chỉ cần lấy 7 cộng thêm 7 nữa được 14. Vậy 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 thì chúng ta chỉ cần lấy 14 cộng thêm 7 nữa được 21. Như vậy 7 x 3 bằng 21. Và các em hãy dựa theo quy luật này để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc lòng được bản nhân 7 nhé. Rồi, bây giờ các em hãy cùng với cô đọc lại bản nhân 7 thêm một lần nữa nhé. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bây giờ, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Các em hãy cố gắng học thuộc lòng bản nhân 7 cho cô nhé. Sau khi các em đã thuộc được bản nhân 7, thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã thuộc lòng được bản nhân 7 chưa? À, nếu em nào chưa thuộc, thì sau bài học ngày hôm nay, thì các em phải cố gắng học thuộc lòng bản nhân 7 cho cô nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động thực hành. Trong hoạt động thực hành này, cô có hai bài tập Bài tập thực hành số 1. Số. Ở bài tập thực hành số 1 này, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu chấm hỏi. Quan sát dãy số này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây chính là thứ tự của các tích có trong bảng nhân 7. 7 là tích của 7 x 1. 14 là tích của 7 x 2. 21 là tích của 7 x 3. Như vậy, ở dấu chấm hỏi này sẽ là tích của 7 x 4. 7 x 4 bằng 28. Tiếp theo, ở đây sẽ là tích của 7 x 5. 7 x 5 bằng 35. 42 là tích của 7 x 6. Tiếp theo, ở đây sẽ là tích của 7 x 7. 7 x 7 bằng 49. 56 là tích của 7 x 8. Ở đây sẽ là tích của 7 x 9. 7 x 9 bằng 63. Và cuối cùng, 70 là tích của 7 x 10. Bài tập rất là đơn giản phải không các em? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thực hành số 2. Đọc phép nhân trong bảng nhân 7 có tích là mỗi số dưới đây. Rồi, các em hãy quan sát cho cô các số này và xem đó là tích của phép nhân nào có trong bản nhân 7 nhé. Chúng mình sẽ đọc lần lượt từ trái qua phải và từ trên xuống dưới nhé. Đầu tiên, cô có số 42. 42 là tích của 7 nhân mấy các em? À, 42 là tích của 7 nhân 6. Tiếp theo, 21 là tích của 7 nhân 3. 14 là tích của 7 nhân 2. 28 là tích của 7 x 4. 49 là tích của 7 x 7. 7 là tích của 7 x 1. 56 là tích của 7 x 8. 35 là tích của 7 x 5. 63 là tích của 7 x 9. 70 là tích của 7 x 10. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong phần thực hành. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động luyện tập. Trong hoạt động luyện tập này, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, tính nhẩm. Như vậy, ở bài tập số 1 này, chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm kết quả của các phép nhân có trong bản nhân 7. Chỉ cần thuộc lòng được bản nhân 7, thì bài tập này quá là dễ dàng, phải không các em? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nhé. Câu có 7 nhân 2 bằng 14. 7 x 6 bằng 42. 7 x 5 bằng 35. 7 x 8 bằng 56. 7 x 0. Rồi, các em chú ý cho cô phép nhân này nhé. Trong phép nhân mà có một thừa số là 0, thì tích của phép nhân sẽ bằng 0. Như vậy, 7 nhân cho 0 sẽ bằng 0. Tiếp theo, 7 nhân cho 4 bằng 28. 7 nhân cho 7 bằng 49. 7 nhân cho 9 bằng 63. 7 nhân cho 3 bằng 21. 7 nhân cho 10 bằng 70. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập số 2. Số ở bài tập này chúng ta cũng điền các số thích hợp vào các dấu chấm hỏi. Các em hãy quan sát cho cô bảng sau. Chúng ta thấy bảng này được cấu tạo bởi hai hàng. Hàng đầu tiên cho chúng ta biết số tuần. Hàng thứ hai cho chúng ta biết số ngày. Như vậy ở đây cô có số tuần là một tuần. Tương ứng với một tuần, cô có số ngày là 7 ngày. Phải không các em? Một tuần thì sẽ có 7 ngày. Tiếp theo, ở đây cô có số tuần là 2. Vậy số ngày sẽ là bao nhiêu ngày các em? À, chúng ta biết được, một tuần có 7 ngày. Vậy thì hai tuần thì sẽ có 14 ngày. Như vậy, dựa vào đây thì chúng ta có thể biết được rằng để tính được số ngày thì chúng ta chỉ cần lấy số tuần nhân cho 7. Rồi, như vậy ở đây cô có số tuần là 5. Như vậy, để tính được số ngày Cô chỉ cần lấy 5 nhân cho 7. 5 nhân cho 7 bằng 35. Như vậy ở đây cô điền số 35. Tiếp theo, cô có số tuần là 7. Vậy để tính được số ngày, cô sẽ lấy 7 nhân cho 7. 7 nhân cho 7 bằng 49. Như vậy ở đây cô điền số 49. Tiếp theo, cô có số tuần là 10. Vậy, để tính được số ngày, cô sẽ lấy 10 nhân cho 7. 10 nhân cho 7 sẽ bằng 7 nhân cho 10. 7 nhân cho 10 bằng 70. Vậy, ở đây chúng ta sẽ điền số 70. 10 tuần thì sẽ có 70 ngày. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Các em hãy nghe cô đọc đề bài nhé. Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh. Số xe 3 bánh gấp 3 lần số xe 2 bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe 3 bánh? Các em nghe cô đọc lại đề bài một lần nữa nhé. Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe 2 bánh. Số xe 3 bánh gấp 3 lần số xe 2 bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe 3 bánh? Như vậy sau khi đọc đề bài, chúng ta biết có 7 xe 2 bánh, được chưa nào? Số xe 3 bánh thì gấp 3 lần số xe hai bánh và bài toán yêu cầu chúng ta đi tính số xe ba bánh. Và các em hãy nhớ lại xem ở bài học trước đó là bài gấp một số lên một số lần thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À, muốn gấp một số lên một số lần, ta sẽ lấy số đó nhân với số lần. Như vậy ở đây chúng ta biết được số xe hai bánh là 7, còn số xe ba bánh thì sẽ gấp 3 lần số xe hai bánh. Vậy để tìm được số xe ba bánh thì chúng ta chỉ cần lấy số xe hai bánh nhân cho 3. Tức là chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 7 nhân cho 3. 7 nhân cho 3 chúng ta sẽ được kết quả là 21. Rồi, chúng ta đã tìm được phương pháp giải bài toán rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài giải ra nhé. Câu hỏi của bài toán là hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe ba bánh? Thì chúng ta sẽ đặt lời giải phù hợp là số xe ba bánh khu vui chơi đó có là. Và phép tính chúng ta lựa chọn đó là phép tính nhân. 7 nhân cho 3 bằng 21. Đơn vị là xe ba bánh, chúng ta viết trong ngoặc đơn. Và cuối cùng, chúng ta viết đáp số là 21 xe ba bánh. Rất là đơn giản phải không nào? Và cuối cùng, các em hãy cho cô biết trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học được những gì? À, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã được học bản nhân 7 và giải các bài toán liên quan đến bản nhân 7. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.